Ông Tám, có Thắm vào không? Tám Thắm đi coi mắt rồi con. Dạ. Ủa, ông Tám mới vừa nói gì? Ông Thắm đi coi mắt rồi. Cái gì? Thắm dám đi coi mắt trong khi con còn sống sợ ở đây hả? Kệ mày chứ, không thể chấp nhận được à. Ủa Xin, làm gì đây, vợ vô nhà chơi. Thắm à, Thắm quá cặn cùi, mình chia tay đi. Thì lên cơn gì nữa gì trời, có quen đâu chia tay như thiệt á. Thôi kệ đi con, lâu lâu lên cơn vậy đó. Rồi con đi khám bác sĩ nói mắt con sao rồi? Dạ không sao đâu cha, uống thuốc là khỏi à. Vậy con vô nhà nghỉ đi. Dạ.